bắt giữ chuyên gia năng lượng Ngô Thị Tố Nhiên và hai cán bộ EVN. Người phát ngôn Bộ Công an cho biết cơ quan chức năng đã bắt giữ bà Ngô Thị Tố Nhiên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sáng kiến về chuyển dịch năng lượng Việt Nam cùng hai cán bộ tập đoàn EVN. Thông tin trên được Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết tại họp báo Chính phủ Thường kỳ tháng 9 chiều ngày 30 tháng 9. Ông Sô cho biết ngày 20 tháng 9, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Ngô Thị Tố Nhiên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Sáng Kiến về chuyển dịch năng lượng Việt Nam, về tội chiếm đoạt tài liệu của cơ quan tổ chức, quy định tại điều 342 Bộ luật hình sự. Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam với Ngô Thị Tố Nhiên, còn có Dương Đức Việt, sinh năm 1979, chuyên viên cao cấp ban quản lý đầu tư tổng công ty truyền tải điện quốc gia thuộc tập đoàn Điện lực EVN và Lê Quốc Anh, sinh năm 1984, trưởng phòng phân tích hệ thống công ty tư vấn điện 1, cùng về tội chiếm đoạt tài liệu của cơ quan tổ chức. Theo người phát ngôn Bộ Công an, kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được xác định là năm 2020, Ngô Thị Tố Nhiên biết Lê Quốc Anh và Dương Đức Việt là những người có quyền tiếp cận các thông tin tài liệu liên quan tới hoạch định chính sách phát triển lưới điện của tập đoàn EVN, lưới điện 500 kV và 200 kV. Vì vậy Nhiên đã hợp thức hóa chiếm đoạt tài liệu bằng cách ký hợp đồng lao động hợp đồng chuyên gia với Lê Quốc Anh và Dương Đức Việt theo hình thức bán thời gian có trả lương. Hai đối tượng trên đã cung cấp tài liệu liên quan từ EVN cho Ngô Thị Tố Nhiên. Các hành vi vi phạm của Ngô Thị Tố Nhiên, Lê Quốc Anh, Dương Đức Việt đã phạm tội chiếm đoạt tài sản của cơ quan tổ chức. Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, ông Sô nói. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, sau khi Nhiên bị khởi tố, một số cơ quan truyền thông nước ngoài và tổ chức phản động lưu vong đã đưa tin xuyên tạc vu cáo là Việt Nam bắt giam các nhà hoạt động môi trường bộ công an bác bỏ luận điệu xuyên tạc kể trên coi đó là hành vi can thiệp công việc nội bộ của việt nam hoàn toàn không có chuyện bắt nhà hoạt động môi trường mà hoàn toàn là bắt vì tội chiếm đoạt tài liệu của cơ quan vì đây là tài liệu nội bộ không được phép chia sẻ không được công bố công khai thuộc danh mục tài liệu mật ông sô khẳng định